Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay anh em mình cùng nhau xem cái cụm này. Nói chung là đột biến, phải nói là siêu đột biến. Đây là những cái ạc mà anh em, nói chung là anh em đã bỏ phiếu ở trên này ha. Còn cái ạc là bá cụm của cái đợt này là chăng gì là bá cụm này mà lực chiến ngập tút tút ở dưới. Và ở đây nó có hai kèo. Đây là kèo chung kết với lại tứ kết. Mình sẽ cho anh em xem một trận của chung kết và một trận của tứ kết và một trận của chung kết nha. Đây là trận thứ 3 luôn nè, thắng 3-0 áp đảo luôn, hơn 600 triệu lực chiến. Anh em thấy giả man chưa? Và đây là Đổng Nguyên. Đó. Thì Đổng Nguyên solo với lại Gió Thánh 3 và Lục Châu 1. Này là câu men. Câu men 5 sao, Đổng Nguyên thì 3 sao thôi. Thì phải nói quá lực đó. Anh em nhìn đam của cái con Đổng Nguyên đi, nó quýnh thì thôi chứ đừng nói tới. Mấy anh em này cân nhắc bỏ đào được chưa? Thiệt chứ, đang cân nhắc bỏ đào cho mấy con hỗ trợ hết đi chứ gắn đào vô cực quá. Đổng Nguyên lực quá trời lực rồi, đào bóp thôi. Một công an là công an của này 5 sao luôn nha. Công an 5 sao luôn mà chịu nói với Đổng Nguyên rồi. Đầu rồi nó quýnh một phát mắt khúc máu luôn em. Đồn chịu không nói luôn. Nhìn anh em nhìn con đô mất máu kìa trời. Quyết chiến rồi đó nha. Thằng ngu là trời quyết chiến mà nó bay qua luôn á. Con việc con Đổng Nguyên đam ảo thì sự mà nói. Một con tướng bình thường mà nó đam ảo, nhìn Gió Thánh nè em. Nó vô một khúc máu gì sao đỡ. Mà mới có một lượt á nha. Mới một lượt team bên kia là câu men là hết luôn rồi. Rồi lượt hai sao đỡ. Hôm nay cho lượt giao quấn trước mới ghê, kiều nó chịu không nổi rồi. Đỡ sao được đây. Ôi ơi, bảo sao không thua. Ok, mình sẽ cho anh em xem đồ đẹp của ông Đổng Nguyên này. Là Nguyên Linh, không biết con ngạc này của Nguyên Linh là của ai đây không biết. Nhưng mà mạnh thiệt sự. Đây, Đổng Nguyên anh em nhìn đây. Đá thì quyết thôi, chưa có thằng luyện bộng như chân công 40%, HP 24%. Một dòng công ngon, có nhiên quá thương, vật phòng tăng, chính xác tăng 12%. Rồi đá này đá hồi quen, thiểm luôn. Nhẵn. Căn bộ 40%. Công 40% nữa trời, đá gì. Cô biển mệnh, hai viên mệnh, cái gì, một viên mệnh, một viên thương, một viên khắc. Rồi đây thì chi hồn ha, bảo kích cộng 28% công. Cái bảo vật này tẩy hơi bị ngon luôn. Rồi có một phong luôn nè, cộng 36%, nó trời 3 dòng công kim anh em. Rồi 3 dòng công, 1 dòng công, thôi tính 1 dòng công, 2 dòng công nè. Đúng không? 3 dòng công nè. 3 hay 4 ta? 4 dòng công, 4 dòng công, hèn chi. Nên nhìn nè, cộng của Đổng Nguyên có 10 triệu luôn. Tặng 10 triệu và cẩm nang nè. Cẩm nang thì tiến thối là không thể thiếu rồi, tàn sát, quyết chiến, điển vi, âm lan, tổ tướng thì full rồi, băng tinh. Nguyệt Lan level 3 thôi nè, Nguyệt Lan mới level 3 thôi mà chịu không nổi, level 4 sao đỡ. Level 4 mạnh lắm, có khí định đây nha. Thằng võ của ổng thì được cái tước linh quèn, mà nãy giờ mình chưa thấy cái tác dụng của tước linh quèn cho lắm, nhưng mà vẫn rất là mạnh. Đây thì con câu men thì 3 sao thôi, chỉ có mỗi câu men 3 sao. Rồi anh em xem hai cái kèo mà chuẩn bị hồi nãy vừa gặp nè. Ông kèo này tí nữa mình gặp nè. Võ Thánh là Võ Quý Diệu Thương nè, 3 dòng kim. Công HP đàng hoàng. BB con này nhân phẩm tẩy giả men không? Kim không. Ôi cái vũ khí với lại chiếc giày là quá đẹp rồi. Tẩy bên này HP công luôn, ngon. Bảo vật cung này không ngon, bảo vật cung kia nhưng mà dòng ngon ngon không à. Dòng 4 dòng ngon luôn, HP công, rồi sát thương BBB, rồi bảo kích luôn. 4 dòng này là quá đã rồi. Chí định đàng hoàng, cẩm nang. Cẩm nang thì cũng tiến thối ngọc, đồ này kia ha. Vàng thịt ngọc.
Đấu tướng thì thiếu những sổ ngự cũng không sao, sổ ngự không ảnh hưởng tới đam. Đam con này lên tới 13 triệu nha. Thú con này thì cũng có công an 4 sao luôn rồi nè. Rồi, đó, đồ đẹp của hai ông đó. Cái ông kia ông đã bị quỷ diệt kìa. Còn cái ông này còn cái ông này ủa ừ đúng rồi ông này, mấy ông vừa thua đó thì này mình chưa có coi, nhưng mà ông cũng thua rồi, nhưng mà ông có một cầu bên 5 sao. Đây là cái trận chung kết mà là loại làm, đây là trận chung kết, đây là trận chung kết của Hà. Nói chung là Bill 3 quẩn cho ông hơn Bill 4 rồi đi, chứ lại cái tem này không có bị bóp bóp bể đào á. Tem này không bị bóp bể đào cho nên châu nữa. Bây giờ đào là hàng ngày xưa á, mấy cái meta ngày xưa mà cái thời gian mà anh em còn nhớ không? Anh em còn nhớ vì cái trái đào mà anh em phải tan quân đoàn tan gã không? Anh em còn nhớ cái meta đó không? Cứ đậu xanh nó 24.000 vàng mà cứ mua đứt, mà không cho cũng mua. À, nó tầng này là con này nha, con này nha, xong lát cái hàng kia gình vô cái là nó mua. Mà hồi đó chơi đông lắm, nó phải lo tới một hai con sâu, một hai con sâu nó không có làm sầu rầu nói cái nồi canh, tại vì cái nồi canh này dạng nồi canh chả bá lửa chứ không phải nồi canh nhỏ, quá đông người chơi, cho nên á là một ông giành như vậy thì cũng lắm kích ông đó ra và cho ông qua quân đoàn khác. Hồi xưa chơi quân đoàn cả chục cái dù gì sorry nè đang cười cái gì cái ho luôn. Ở đó nhiều quân đoàn lắm, cho nên là cứ ông này mua đất thì thấy ông nhảy qua quân đoàn khác. Thì nói chung là lý do thì dễ mà, đâu có ai đi trục xuất kiểu đó. Ví dụ như bây giờ nói lý do tại sao bên kia đuổi thì nói tao không biết, này nói tao không biết đâu, tao nói của tao, tao xin rồi. Nhưng mà tự nhiên tao lấy xong quân đoàn ấy. Nhưng mà cái thời điểm đó anh em biết là cái Tào Tháo là cái thứ nhất, cái thứ hai đó là cái kết nghĩa 24.000 vàng mà bằng cách tàu đó, hồi đó mấy ông đó toàn đất không. Rồi hồi đó đức hơi bị nhiều luôn, toàn mua đức không mấy cẩm năng đó. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì anh em nhìn lại đi, sau 3 năm anh em quay trở lại thì sau 3 năm anh em quay trở lại thì những cái đào anh em không còn xài, không thèm xài luôn nữa, không dám xài, chứ không phải không xài, anh em không thèm, không dám xài, sợ bóp máu đâm chính dữ lắm. Nhưng mà bây giờ anh em nhìn thấy con đóng nguyên nó quánh đào có ý nghĩa gì không? Anh em nhìn đi, đào có ý nghĩa gì không? Con đóng nguyên bây giờ không cần xài thắt xác luôn thiệt, ngoài đó còn xài thắt xác giờ khỏi, thằng nào bóp được đâm chính được nó cho tiền nó thêm. Người ta thì không dành cho cấm đang kết nghĩa. Okay, thì tới đây là anh em biết ai là chân vũ chiến thần ở lộn, ai là bá cụm cái đợt này chứ. Tổng quyền vẫn là một cái thế lực này, không phải là kèo. Này không phải là kèo, mình kêu win áp đảo rồi, win áp đảo chứ không phải là kèo. Đây thì sẽ cho mấy ông coi cái ông top 1 hồi nãy, ông top 1 về cái phần lực chiến 1.6 hơn 600 triệu. Và võ thánh của ông này thì thị quyết nha. À, tẩy liền của ông phải nhận dừa cũng dữ đó. Công ông này không bằng ông kia 11 triệu thôi. Nhưng mà có duyên quá thương. Có chính xác không? Có HP tăng chứ nó thiêu đốt. Chính xác có luôn nè. Công luôn nè, ông nào tẩy ra dùm công. Công nữa nè. Có nhưng mà cũng 11 triệu, số ông này cũng hơi non chút. Hôm nay của ông này thì chưa có tàn cái gì, chưa có cái tiếng thối ngọc thôi. Đó, và thằng thú của ổng hồi anh em biết rồi, có con men 5 sao thôi. Đa số bây giờ con men 5 sao dễ kiếm lắm hay sao á, mấy ông nói toàn là con men 5 sao thôi nên mà mình tin chứ. Quên qua mình tin cho anh em xem luôn. Đây, anh tin vô miếu level 4 luôn rồi. Khá là ghê gớm và lầy lọ. Khá là ghê gớm và lầy lọ. Rồi thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye 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 anh em.